Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders, tải ngay trên Google Play và App Store. Vào hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu với đội bóng nữ trường Đại học Uy Đức. Đây là trận đấu huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ được ra sân thể hiện mình. Mặc dù vậy, đội tuyển vẫn không mấy khó khăn để nắm giữ thế trận. Kết thúc hiệp 1, các cô gái áo đỏ đã dẫn trước 2 bàn nhờ công của Nguyễn Thị Vạn và Nguyễn Thị Thúy Hằng. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Bích Thùy và bàn thắng để hoàn tất cú đúp của Thúy Hằng. Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm 4-1 cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam còn một trận giao hữu nữa trên đất Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 4 trước khi trở về nước để chuẩn bị cho SEA Games 31. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.